Dạ, trên YouTube Tới Quý Mình Gần xin mến chào tất cả quý vị ha. Trở lại video hôm nay ha, thì cũng là nói đầu tiên quý vị, cho mình chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe thành công việc ha. Quý vị nào xem nhớ đăng ký kênh, cập nhật những video tiếp theo quý vị. Thì hôm nay mình cũng cảm ơn tất cả anh em đã tin tưởng và ủng hộ cái sự uy tín để vừa bên mình ha. Thì bữa nay mình đi mọc xe luôn ha. Nói chung là xe này nó 2,5 tấn nhưng mà con gái là mình chở nó khoảng được 100 mấy 200 à. Thì mình cũng đi 3 điểm, 1 điểm là giống như cái vườn mai của An Khang là của anh Quốc Hóc Môn á, là quý vị cũng biết mình cũng có lên đi review cái vườn mai của ảnh sơ sơ, với một cái vườn mai cũng của anh Quốc Thịnh ha. Cái vườn mai này là vườn mai mới ha. Cái vườn mai này nói chung là mình cũng biết rất là lâu rồi, nhưng mà trước là anh mua Bến Tre. Hồi trước là anh mua ở đâu, nói chung là mình anh mua ở đâu á thì mình không biết, nhưng mà anh la cái tỷ lệ đất nhiều quá nên là anh không có mua nữa. Rồi anh thấy cái bên của mình á bán làm cái thủ công vậy, rồi anh mới đặt niềm tin uy tín của mình bao chẩn cho anh luôn, là anh lấy số lượng. Rồi cái điểm thứ ba là mình đi Đồng Nai ha anh em, thì nói chung là cũng được tin tưởng trên cái YouTube mạng xã hội rất là nhiều, nên anh em coi cái video thì cảm thấy mình làm rất là ấy, nên anh em ủng hộ 130 bao, mà khoảng 100 mấy với gần 200 bao. Thì có gì chút mình lên cái vườn mai của anh Thịnh nó mới thì mình cũng review cho quý vị xem ha. Thì giống như cái bãi nằm lúc trống mấy anh em, giống như mỗi lần mà bên buôn cục gửi lẻ cho mấy anh em á thì cũng dùng cái xe lôi cái gác nhỏ kéo tự động ra tới đây xe mới lấy. Tại dưới quê mình đi xe trọng tải nó cũng ít nha mấy anh em, xe có 2,2 tấn nên chở lần cũng được có tùy theo nặng nhẹ thôi, tại mùa mưa này nó cũng hơi nặng ha, nó hơi dốc dốt, được có 100 mấy bao. Đây quý vị, thì mình cũng tới vườn của anh Quốc rồi, nay giao cho anh đỡ 20 bao. Thì cái video vừa rồi mình cũng có đăng ha, cũng có một số anh em kêu mình quay kỹ kỹ là cái vườn anh Quốc ha. Thì mình cũng xin lỗi quý vị, tại vì cái số lượng nhiều quá thì bữa nay mình cũng lên quay cho quý vị xem kỹ, tại cái số lượng nhiều quá, bây giờ mà anh em mà bình luận kêu mình quay kỹ kỹ chi tiết từng cây làm sao mà mình quay hết, nếu mà quay cả ngày luôn đó. Nhưng mà bữa nay lên cũng có thấy thay đổi khác không quý vị, nay anh có nhập mấy cái hàng mài khủng nè, đa số mấy cái mài vàng không quý vị, anh nhập mấy cái mài vàng về nè. Đây, tại có mấy con chó nó lùm lùm, có mấy con chó mới đẻ nên mình không dám lại gần ha. Đây đây là anh thay bồn ra không quý vị, anh làm nhìn thấy từ xa ha. Còn anh em nào bình luận kêu mình quay kỹ, không biết quay kỹ chi tiết là cái lối nào, bây giờ giống như nó bạc ngàn vậy làm sao mình biết quay chi tiết, thì anh cũng có nhập số phôi nữa quý vị. Đây, mai em về mấy số phôi nữa. Rồi cho quý vị theo tham quan luôn. Đây cái số phôi nhỏ của ảnh nè, này là mai vàng quý vị, ảnh nói chung là Tứ Quý mai vàng ảnh nhập. À, bữa nay mình lên thấy nó nhiều, càng ngày số lượng nó càng thêm không quý vị, chứ không có bớt ha. Thì vườn mai ở đây là mình có mấy vườn mai là của anh Quốc, là vườn mai An Khang ha quý vị. Này hình như anh cũng có mua một số cây của mấy anh em cũng rất là nhiều ha. Cây này thì nói chung mấy cây này anh mua của ai mình cũng đều biết hết rồi. Cây này nói chung là anh mua của mấy anh em mình đều biết hết mấy anh em. Cây này được cái xác lớn, mấy anh em qua thấy bứng nè. Cây này mình cũng biết nè. Đế quá. Ồ, này chi cảnh đẹp nè. Chi cảnh quá đẹp. Cái này thì mình cũng biết luôn, mình thấy mấy anh em có đăng trên
mạng xã hội mình biết. Mình không nghĩ anh Quốc lấy, ai ngờ anh Quốc ảnh chứ anh chịu đầu tư quá. Đế này, này đẹp. Tùng lực. Mấy này là anh mới lấy. Cuối rồi mấy cái này em biết. Đây, mấy cây này anh đùm lưỡi lan ha, mình không có tự ý không quý vị. Đó, mình cứ sơ sơ thôi. Hầu như mỗi lần mình lên là ảnh nhập cái số lượng khá không quý vị. Đây, nhập rất là nhiều ha. Thì giờ anh em kêu mình quay không biết sao quay nữa. Giống như cái lối này thì mình cũng quay rồi, chứ không lẽ giờ mình quay từng cây cho anh em. Nó khá là nhiều quá vậy. Nên giờ anh em kêu quay kỹ kỹ mà không biết quay kỹ kỹ là kỹ như thế nào rồi quay. Chứ cái số lượng nếu mà mình đi hết vườn của ảnh cũng... Cây này cái gì bự dữ vậy. Cây này cũng tới quý luôn rồi quý vị. Đó. Con cái là ảnh chơi là ảnh nuôi cái đường lâu dài quý vị. Thì quý vị nhìn thấy ha. 4, 6. Cái bồn gạch này là ảnh xây lên 1 mét hả quý vị. Rồi lên thêm 3 lớp mà cái về 6 nữa ha. 5. Tại chút xíu em lên xe chó. Anh bởi vì anh cố tình là anh không ghép, anh mua về là anh lên bồn mà anh nuôi riêng. Rồi sau này cái thị trường mà biến động thì chung làm ăn cũng gì cũng cái gì. Kinh doanh thì phải có lợi nhuận. Anh chấp nhận anh đầu tư anh bỏ ra tiền tỷ. Anh về anh nuôi cái đường dài. Sau này cái nguồn tới quý mà nó hết đó, thì có thể là anh tung ra anh bán. Thì cái cách làm của anh là mình cũng nghĩ rất ok, nhưng mà con cá vốn liếu đầu tư cũng khá nhiều quý vị, đặt tỷ trong đây chứ không phải giỡn. Tại vì bỏ bạc tỷ mà thời gian đâu phải mình lấy vốn đâu quý vị, cũng phải mấy năm, đúng thời cơ đúng thời điểm mình mới có là cái lợi nhuận ha. Chứ mình cũng không, cây cối thì nó vô chừng quý vị, nhiều khi nó lên xuống cặp tỉnh như thế nào thì mới biết. Nhưng mà mình nghĩ riêng tới quý thì chắc cái mức độ nó tuyệt đối nó an toàn quý vị, nó không bao giờ nó rớt giá giống như mai vàng. Có cây này quá đẹp. Cây này mình không chơi đâu. Con cây nó trực lắc nhẹ rồi đấy. Có hồi nãy mình tính vô cái vườn anh Thịnh, mình có giao rồi. Nhưng mà anh không có đó. Tại lần đầu tiên mình, nói chung mình cũng biết mấy anh em trên mạng xã hội rất là nhiều, nên anh không có đó nên mình cũng không có mạng phép ha. Còn anh Quốc thì mình cũng có lên tới vườn ảnh cũng khá nhiều quý vị. Này anh sưu tầm mấy cái mai vàng lớn lớn không. Chất lượng thiệt. Cái dây cũ hết hồn thiệt. Một thân một cốt đẹp. Anh như cũng có mấy cây đợt trước mình làm quay á. Anh để cái lưới len anh làm cái vòng để anh ghép anh bỏ ở trong á. Này anh cũng những cây đó chắc nó cũng ra tược hay gì, anh tháo di chuyển một số anh di chuyển. Đây nguyên cái vòng này nè. Anh chơi hàng
chung là đầu tư khá nhiều cái gì. Nội cái tiền để vừa không, cái tiền những giá thể công gắng làm mình nghĩ cũng bạc trăm triệu đồng á. Cái vườn ảnh nói chung là có vốn liếu rồi, anh nghĩ trên dưới 1 tỷ, quá nhiều. Đẳng này có cây mai vàng cũng khá lớn. Bởi vì anh em kêu mình quay cây kỹ, không biết là quay kỹ như thế nào, tại vì cái số lượng quá nhiều. Lâu lâu mình lên mình tham quan, mình giao cho ảnh bây giờ sẵn mình giao lưu, mình review lại cho quý vị xem, cũng như là cập nhật cái vườn ảnh mỗi cái thời điểm khác nhau ha. Rồi thì tới đây mình lên đây mình quay một cái. Mình đang đứng vị trí trên cao quý vị, mình quay xuống ha. Còn mấy vườn kia ảnh còn 2-3 vườn nữa, nhưng mà mấy vườn đó không biết làm sao mình chưa có tiếp cận được, mình chỉ rao dễ được cái vườn này thôi.